Anh, cho em vay mấy triệu, mai em trả. Có chắc mai trả không? Mai em trả mà, mặt em uy tín này anh bảo. Mai trả. Mai em trả. Uy tín nha. Uy tín. Mai trả. Okay, mai em trả. Mai em trả. Điện thoại tàu thôi anh, trông em đây uy tín vậy mà. Thề trước Tết là phải trả cho anh, nói điều em làm cho. Thề với thốt làm gì em ơi, anh trông em uy tín vậy mà. Hẹn hôm nay mà lại bảo trước Tết, mấy em đâu đập luôn. Ngày mốt rồi lại nói ngày hai, quan trọng là anh em ta uy tín. Mấy triệu nhưng ông em cứ nhây hết mấy tháng như này, anh biết lấy gì tiêu. Tình nghĩa thì được mấy mùa khoai, thiếu nợ là ông em vẫn sai. Giờ lại còn đòi lý do với ly châu như này, anh thấy không được rồi. Tình nghĩa anh em mấy năm rồi mà như thế à. Giờ em vỡ nợ mà anh vẫn cứ nhây đòi mãi là sao. Ấy chết em ơi, cuối năm rồi hỏi thăm tí mà. Có chuyện gì thì cứ suy nghĩ lại, mình phải sống an nhiên lạc quan nha em. Gần Tết đến mà không lấy được tiền, lúc vay thì tình anh em chứa chan. Mà lấy được tiền thì mất luôn đứa bạn, ngày phải lãi như anh mày có sướng đâu. Còn mấy đứa mày ký hết một lượt, đi sang nhà là tao cho biết tay. Lấy đồ nghề rồi chúng ta let's go, để chúng nó tan xương thì anh không thương. Em thấy hơi ghê, cái khu vườn nhìn đã muốn về. Giờ như thế nào, vào lôi chúng nó ra ngoài chứ làm sao. WhatsApp bông rùa, mấy con nợ ở đâu xuất hiện. Chốt đằng rời tự giác đi các mày, đừng có khiến cho anh của tao điên lên. Ông bạn đâu, ra chở nó đi. Ôi các cháu ơi, có gì thì từ từ đã rồi nói chuyện. Bà bảo thằng con bà ra trả nợ cho chúng tôi đi. À, ông à. Trốn à, ra trả tiền đi. Các anh cho tôi khất vài hôm, chứ sắp đến Tết rồi, tôi vẫn chưa xoay được tiền. Anh, giờ thế nào? Này thì nợ tiền với chúng tôi à? Dừng lại! Chú đã rõ cái tư thế cổng gậy chưa? Cháu bảo rồi, muốn học bóng chảy thì phải học từ từ. Để hôm nào cháu đưa chú ra bên ngoài sân, xong rồi mình thực hành nhá. Thôi, con chào bà, chào chú, con về. Đi. Xin phép bà cho cháu vô nhà, không dám à. Yến xích cho chưa con, chưa xích thì mau xích ngay lại. Chúng nó vào bắt mất cho bà, bắt mất cho bà. Bà ơi oan cho con, ai dám đến bắt chó, khi cháu đang còn mến thương em Yến mà. Nhà có mỗi cái bánh, hôm trước mới xăm tên, thêm mấy bông đào thăm con mang biếu bà. Ôi có quà, ôi rất lắm quà, thằng cháu bà đã thấy đói chưa con. Con đói rồi, con cứ vô nhà uống nước trà, bà nấu cơm cho.
Amazing con ơi, amazing good job. Con hiến đâu vào nấu ngay nồi nước chè. Để bố đại khách quý, thịt luôn con rô phi. Chưa đến mấy ba cháu ăn cho bét nhè. Ôi Yên à, em nấu cơ mà, nấu món gì? À nấu món cá rô phi. Có món quà cho Yên luôn à, mong ước là mình sẽ nên đôi. Đấy. Này, Yến cầm đi. Hôn nè, hôn nè, hôn nè, hôn nè. Cái gì đấy? Đây là đồng tiền chân thật. Dầu chỉ có thôi kèn to to te, đây là bang kèn hơi to là to te tí. Có anh nào muốn chơi vô cùng đây với cây kèn te tí to là to te tí. Muốn cùng chân cùng chơi đó vui vẻ. Thôi anh thôi đi, cả bà nữa. Tôi sẽ không bao giờ quen một người côn đồ như anh đâu. Đầu tóc kiểu tháng chưa gội đầu. Không phải chưa gội đầu đâu, chắc là do em chưa biết mà thôi. Đấy là dùng cao sát để vuốt thôi mà. Trước kia là không có nhưng mà bây giờ có đầy. Biết chưa, có cái tay hai mấy năm chưa được cầm. Giờ mặt anh đang trông rất đần. Bọn mày đừng đâm vào anh, không vỡ alo thì toang. Anh thương em thế nhưng mà em chẳng thương. Đến đến nơi chưa có ai đưa về nhà. Mẹ và cha con đang khóc thầm. Nhà nhà cả đàn con thơ, riêng mỗi anh ôm mộng mơ. Anh quyết rồi, anh sẽ đổi nghề em ơi. Bớt gây nghiệp, năm mới là không ham chơi. Phải trở thành chồng em tương lai. Phận đời là từ nay bye bye. Đi với nhau suốt ngày sai quá là sai. Đây anh cho mấy em về ăn Tết đi. Cứ xóa đi, anh đã cho không phải ngại. Về ăn Tết với bố mẹ. Thịt gà chuẩn bị mâm cỗ, ăn bánh trưng cho thẹn bố. Cho anh một cơ hội, anh không ngại thay đổi, anh chỉ cần lý do thôi. Làm người yêu anh nhé. Đấy, thế mới là đàn ông chứ. Mày thay đổi bà rất mừng mà. Nhớ xóa nợ cho thằng Hoàn nhé.